nó mới đến được ha. Rồi. OK, à, hôm nay thì à, chúng ta sẽ tiếp nối à, với cái hành trình à, kiếm tiền bằng sức mạnh tiềm thức và à, khai phá à, ứng dụng những cái quy luật vũ trụ để à, đạt được những cái thành công về tài chính. Thì à, ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về một trong sáu cái quy luật bất biến của cuộc sống một trong sáu luật bước, bước biến của vũ trụ đó là cái quy luật tập trung khi chúng ta tập trung cái gì thì cái đó sẽ mở rộng chúng ta tập trung vào mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng tới cái hướng đi hướng tới cái cách làm hướng tới cái kết quả hướng tới cái giải pháp hướng tới cái con đường để mình thành công còn nếu như chúng ta tập trung vào những vấn đề tập trung vào những cái khó khăn tập trung vào những cái trở ngại tập trung vào những cái mà nó giới hạn mình lại thì À, chúng ta chỉ thấy những thứ đó thôi và nó cũng không có giúp chúng ta à, đạt được bất kỳ một cái sự thay đổi gì cả à, vậy thì à, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại cái quy luật thứ hai quy luật thứ hai là gì quy luật thứ hai đó là quy luật trong ngoài thế giới bên trong thì sẽ hình thành nên thế giới bên ngoài anh chị ha à, đây là một trong những quy luật mà à, nó nó rất là cơ bản luôn anh chị à, tuy nhiên rằng là đa số thì À, mọi người ngoài kia thì họ lại không có để ý và họ cũng không có à, ứng dụng cái quy luật này. Vậy thì quy luật trong ngoài là như thế nào? À, quy luật trong ngoài thì à, khi mà chúng ta hay nghe đến, có nghĩa là chúng ta sẽ thường hay nghe những cái có một số người người ta nói là gì? Là cái gì có ở trong đầu thì nó sẽ ở trên tay đúng không? À, cái gì có trong đầu thì có sẽ trên tay. Ở nghĩa rằng là tôi muốn cái bên ngoài nó như thế nào thì nó phải đầu tiên à, có ở bên trong trước cái đã và à, nhưng mà để cho anh chị có thể hiểu rõ hơn à, thì chúng ta sẽ cùng phân tích theo cái góc độ là về cái công thức luôn thì cái công thức bản chất là gì công thức đó là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc cảm xúc tạo ra hành động và hành động thì tạo ra kết quả bây giờ chúng ta có thể thấy được một điều là gì kết quả là gì? ví dụ như anh chị có thể thấy rằng là kết quả thì sẽ có những kết quả về sức khỏe, kết quả về đời sống tinh thần, kết quả về các mối quan hệ và cái mà chúng ta đang tập trung đến chính là cái kết quả về tài chính. cái kết quả về tài chính, à, cái kết quả về tài chính thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái gì? À, những cái sự ảnh hưởng nó đến từ hành động đúng không? theo đúng cái công thức này kết quả chính là cái hệ quả của những hành động. Hành động nó tạo ra kết quả. Chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có những hành động, những cái thói quen, những hành động thì được lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành thói quen anh chị. Và cũng có thói quen tốt, cũng có thói quen không tốt ha. Cũng có những cái thói quen thịnh vượng và cũng có những cái thói quen là nó khiến cho chúng ta là gì? rơi vào cái cảnh là túng thiếu, nợ nặng vậy thì nhìn lại cái kết quả mà chúng ta đang đạt, nhìn lại cái kết quả về tài chính của mọi người anh chị có thể thấy được một điều là gì? cái kết quả tài chính của chúng ta nó đến từ những cái hành động đến từ những cái thói quen của mình à, có thể là thói quen kiếm tiền, thói quen quản lý tiền, thậm chí là thói quen không quản lý tiền luôn đúng không? có nhiều người là không quản lý tiền luôn à, và có họ nói rằng là gì? À, họ nói rằng là tôi, tôi có tiền đâu mà quản lý tôi làm gì có tiền đâu mà tôi quản lý chờ đợi chừng nào có tiền đi thì tôi mới bắt mới bắt đầu quản lý tiền thì nó có khác gì là mình nói rằng là gì à uh, cho cái xe chạy chứ con ngựa không uh, phải có ngựa thì kéo thì cái xe mới chạy được đúng không bây giờ anh chị anh chị đợi có tiền anh chị mới đi quản lý tiền hay là chúng ta phải quản lý tiền được thì lúc đó chúng ta mới tích lũy được nhiều tiền hơn đúng không cái nào đúng hơn đấy thì cho nên nè uh, chúng ta thấy được là cái ngay cả thói quen cái thói quen quản lý tiền cũng là một thói quen nó cũng là những cái hành động nó khiến cho chúng ta đạt được cái kết quả là thành công thịnh vượng về tài chính hay là không thành công một cái ví dụ nhé cái ví dụ về cái thói quen quản lý tiền thôi chúng ta sẽ lấy một cái câu chuyện rất là đơn giản ai cũng có thể là ở trong cái tình trạng này bây giờ anh chị hãy thử hình dung là cái công việc của mình cái công việc của mình cái công việc mà đang tạo ra tiền cho mình anh ai ở đây thì cũng phải có một công việc đúng không à, nói chung là nếu như bạn muốn làm giàu thì bước một đó là bạn phải kiếm được tiền và chúng ta kiếm tiền bằng gì kiếm tiền bằng công việc công việc này thì có thể là anh chị đánh đổi thời gian công sức trí tuệ à, còn nếu bây giờ bạn không làm việc bạn không tạo ra thu nhập mà bạn mơ bạn ước mơ để trở nên giàu có thì à, nó 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 cũng sẽ là nó 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 phi thực tế cái này huy sẽ nói là phi thực tế luôn, được không ạ? À, là phi thực tế. Bởi vì rằng là bây giờ mình, mình 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 bước một là bước kiếm tiền. Nếu như anh chị nào chúng ta chưa có bước một này, mà chúng ta muốn trở thành triệu phú, chúng ta muốn trở thành nên tự do tài chính, chúng ta muốn có rất là nhiều tài sản thì chúng ta phải làm bước một này trước đi. Đó là bạn phải là người có khả năng tạo ra thu nhập. Ở bao nhiêu số anh chị đã rõ tới đây rồi thì có thể là comment tôi được không ạ? yes ừ tại vì không bước một là cái bước đầu tiên thôi ai cũng vậy thôi giờ không cần biết là bạn xuất thân từ đâu không cần biết là bạn bắt đầu từ đâu không cần biết là bạn làm công việc gì bây giờ bước một là bạn phải kiếm tiền nếu như mục tiêu của bạn là trở thành giàu khó nha Đấy. thì bước một là phải kiếm tiền thì bước một kiếm tiền thì chúng ta sẽ hình dung là gì cái công việc của mỗi anh chị á nó giống như là một cái con ngỗng để trứng vàng đi ha à, cái công việc của mình cái công việc mà chúng ta làm việc thì cái việc chúng ta chăm sóc cái con ngỗng đó là cái việc mà chúng ta làm việc đó. Thì con ngỗng nó để trứng vậy cho mình. Và thế là sao À thế là chúng ta giả sử như mỗi một mỗi một tháng thì cái con ngỗng này nó để cho mình là năm cái trứng. Năm quả trứng Thì năm quả trứng này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta ăn hết năm quả trứng này thì chúng ta cũng có thể là sống thoải mái, cũng có thể là tồn tại được và cũng vẫn ok, không sao cả. Nhưng mà bây giờ, đứng ở góc độ là một người, nếu như anh ta kiếm tiền, có nghĩa là anh ta chăm sóc cái con ngọng đó và mỗi tháng con ngọng đó cho anh ta năm quả trứng. Và cái bước thứ hai anh ta làm gì ạ? Cái bước thứ hai anh ta ăn hết. Ăn hết năm quả trứng luôn. Có bao nhiêu trứng ăn hết. Có nghĩa là bước hai là anh ta tiêu xài được. Vậy thì sau một tháng, hai tháng, sáu tháng và một năm sau anh ta có tích lũy được bao nhiêu không mà anh ta có tích lũy được cái gì mà anh ta vẫn chỉ có một con ngỗng và con ngỗng đó mỗi một tháng chỉ mang lại cho anh ta năm quả trứng à, anh chị đồng ý cái điều này không yes nó nó chỉ là toán học thôi ha? rất là đơn giản như bạn 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 có con ngỗng vàng của bạn mỗi tháng nó cho bạn năm quả trứng của bạn ăn hết thì sau một năm bạn cũng chỉ có một con ngỗng để cho bạn năm quả trứng thôi và thói quen ở đây là thói quen có kiếm tiền nha, có làm việc đàng hoàng, có chăm sóc con ngỗng, kiếm ra thu nhập đàng hoàng, có công việc đàng hoàng. Còn có những người người ta nói là chăm sóc con ngỗng thì mệt quá. Chăm sóc con ngỗng này nó 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 ức chế quá. Con ngỗng này nó nó khó chịu quá. Thôi ăn thuốc con ngỗng luôn, đốt thuyền luôn, bỏ việc luôn. À, để cho ba mẹ nuôi thì cái đó chịu <laughs> cái đó thì chịu cái đó là bạn không tạo ra thu nhập được nữa rồi thì lúc đó là bạn ở cái cái cái, cái, cái nhóm khác đó, cho đến bước một chúng ta đã có, có cái con ngỗng rồi, con ngỗng nó chính là công việc của mình. Và giả sử như là thu nhập của anh chị mỗi tháng cho được năm cái trứng như vậy. Bây giờ đứng ở góc độ là một cái người thành công thì sao? Một cái người thành công về tài chính thì sao? Thì cái bước một là cũng là kiếm tiền. Mỗi một tháng con ngỗng sẽ để cho mình năm quả trứng. Nhưng cái bước hai này, bước hai, này, cái hành động không còn là tiêu tiền, đó là sẽ tiết kiệm bây giờ mình có năm quả trứng thôi tiết kiệm hai quả ăn ba quả thôi anh chỉ có đồng ý với huy rằng là trong một tháng chúng ta có một vài bữa ăn đạm bạc thì có ảnh hưởng gì không ạ nhất là trong cái thời kỳ đầu lúc mà chúng ta đang uh, cần phải uh, rất là kỷ luật trong cái hành trình xây dựng cái sự thịnh vượng của mình thì cái việc đó nó có nó có khó khăn không mình gì nó cũng không có khó lắm đúng không? Ừ, nó không ảnh hưởng gì cả. À, mỗi một tháng thì chỉ có một vài bữa ăn đạm bạc thì nó cũng tốt, thậm chí nó còn tốt nữa. Yes. Vậy thì chúng ta tiết kiệm được hai quả trứng. Và hãy để ý, sau một năm là 12 tháng, anh chị vẫn tiếp tục thực hiện cái thói quen này, thì chúng ta có cái gì? À Chúng ta vẫn có một con ngỗng để cho chúng ta mỗi tháng năm quả trứng. Nhưng cái điều tuyệt vời đó là lúc này bạn đã tích lũy được là 24 quả trứng. À, có thấy sự khác biệt giữa cái người thứ nhất và người thứ hai chưa? Yeah, thấy cái sự khác biệt giữa người thứ nhất và người thứ hai chưa? Đó là chúng ta tiết kiệm. Bạn kiếm tiền bước một, bước hai bạn tiết kiệm. Bạn làm được bước hai rồi thì bạn đã giàu hơn cái người chỉ làm bước một thôi. Và cũng như vậy thôi trong cuộc sống cũng vậy có thể hai người thu nhập bằng nhau nhưng sau một năm thì có người thì sao ạ à? à vẫn vậy nhưng có người thì bắt đầu là họ uh, có nhiều tiền hơn họ có tích lũy được cái vốn tiền nó khá khá hơn họ có được những cái sổ tiết kiệm những cái quỹ tiết kiệm uh, họ bắt đầu dư giả hơn về tài chính đó là bước hai là mới là bước tiết kiệm thôi Bây giờ tới bước thứ ba. Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba đó là đây là cái bước nó sẽ đưa chúng ta trở nên giàu có. Thường á, thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều anh chị thì chúng ta dừng ở bước số 2. Và chúng ta có dư ra được một khoản dư nào đó để cho chúng ta trang trải cuộc sống hoặc là chúng ta để dành À, để xong để gửi tiết kiệm hay là để chúng ta mua vàng hay là để chúng ta có thể là để đó uh, cho sau này phòng hờ rủi ro gì đó ha uh, hay là mua bảo hiểm gì đó đúng không thì cái đó là cái những người tiết kiệm nhưng mà có một cái bước thứ ba mà anh chị đây là cái bước này nó sẽ quyết định anh chị có giàu hay không đó là chúng ta sẽ phải làm gì vậy? chúng ta phải phát triển cái dòng tiền của mình Phát triển dòng tiền và gia tăng tài sản, bước 3. Phát triển dòng tiền, gia tăng thu nhập, gia tăng tài sản. Và nói đơn giản là gia tăng thu nhập và gia tăng tài sản. Vậy thì bây giờ bạn gia tăng thu nhập và gia tăng tài sản bằng cách nào? À, chúng ta có thể thấy rằng là bằng nhiều cách. Có thể là bạn làm thêm một công việc nào khác. Có thể là bạn phát triển, làm kinh doanh, xây dựng một cái doanh nghiệp. Bạn làm sản xuất hoặc là bạn làm thương mại, tùy bạn có thể là bạn uh, đầu tư vào những cái dự án hay là bạn đầu tư vào những cái phi vụ kinh doanh những cái start up hay là bạn đầu tư vào các cái uh, chứng khoán cổ phiếu như thế nào đó nói chung là cái bước ba này là bước mà phát triển dòng tiền gia tăng thu nhập và gia tăng tài sản và cái bước này là bước những người giàu người ta làm à, cái bước này là bước mà những người giàu người ta làm vậy nếu anh chị nào mà trong suốt những cái năm trước đây của mình mà mình không làm cái bước này thì hiểu tại sao mình chưa giàu chưa nó không phải là bởi vì mình không có khả năng đâu nó không phải là bởi vì là mình uh, không có giỏi đâu à, mà là bởi vì mình không làm thôi anh chị phải hiểu cái điều này nha. nó <laughs> có nghĩa là nếu bạn bạn không làm thì bạn sẽ không có kết quả không hành động thì sẽ không có kết quả à, hành động thì tạo ra kết quả nha. còn nếu mà không hành động thì chẳng có chuyện gì xảy ra với cuộc đời của bạn cả cho nên là đừng có trách là tại sao mà làm việc chăm chỉ đừng có trách là làm sao mà tại sao mình mình tiết kiệm dữ lắm mà tại sao mình chưa giàu tại vì mới có hai bước à mới có hai bước à còn bước 3 chưa làm Ok vậy. Đương nhiên cái bước 3 này thì với nhiều người thì tại sao họ lại không làm? Hay là tại vì họ chưa làm tại vì họ chưa có rủi ro. Đối với nó đối với họ đó là nó có cái rủi ro. Đúng không? Cái rủi ro nó cao hơn nhiều so với là mình đi làm một cái công việc thông thường ví dụ anh chị làm một công việc thông thường anh chị anh chị tại sao anh chị nó lại không có rủi ro nó cũng có rủi ro nha nhưng mà cái rủi ro nó ít hơn tại vì sao tại vì chúng ta đã đi học nghề rồi chúng ta đã được đi học nghề rồi đúng không chúng ta đã học nghề chúng ta đã học đại học rồi có người thì học đại học có người học cao đẳng có người đi học nghề nhưng dù là bạn đã làm công việc gì thì bạn cũng phải đã học nghề rồi bạn có kiến thức bạn có kinh nghiệm bạn có quy trình để làm và cho nên là tới lúc mà làm cái công việc đó thì bây giờ bạn chỉ cần gì ờ, sếp của bạn hay là uh, trưởng nhóm của bạn người ta giao việc gì cho bạn thì bạn đã có quy trình bạn chỉ cần làm đúng quy trình đó là bạn xong việc bạn xong việc thì sao thì bạn đánh đổi cái thời gian của bạn công sức của bạn để bạn đánh đổi uh, có cái 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 thu nhập ok chưa cái rủi ro nó 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 thấp là bởi vì sao là bởi vì anh chỉ làm được việc anh chị làm được cái công việc của mình còn bây giờ huy huy thử hỏi anh chị là cái công việc mà anh chị đang làm mà anh chị làm không được đi thì nó có rủi ro không có chắc chắn là sớm muộn gì thì bạn cũng sẽ phải được nghỉ việc đó bao bao nhiêu sẽ hiểu bài học comment tôi ạ đấy tại sao cái công việc thông thường mình làm công việc mình làm cho người khác hay là những công việc mình làm thuê thì mình ít rủi ro là tại vì anh chị biết biết làm anh chị có quy trình rồi mình có quy trình rồi, mình có, có 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 cách làm rồi, mình đã biết làm, mình làm được việc rồi thì mình mới được trả tiền đó anh chị. Được không ạ? À? Vậy thì cái rủi ro trong cái bước số 3 là cái rủi ro trong kinh doanh, rủi ro trong đầu tư thì nó đến từ đâu? Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu là cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Rủi ro đến từ đâu ạ? À? Rủi ro nó đến từ do cái việc mình không biết kinh doanh. Rủi ro đến từ việc là do mình không có kiến thức về đầu tư. Rủi ro đến từ việc là do thiếu hiểu biết tin. anh chị ha rồi đến từ thiếu hiểu biết thiếu hiểu biết về cái lịch Phật đó và có một câu anh muốn tặng cho anh chị người không chuyên thì phải trả tiền còn chuyên gia thì mới được trả tiền anh chị ha câu này quan trọng lắm anh chị khi anh chị hiểu được và anh chị ứng dụng cái câu này thì anh chị sẽ không bao giờ sợ là không kiếm được tiền nữa người không chuyên á thì phải trả tiền. Còn chuyên gia thì được trả tiền. Bây giờ nói đầu ngay những cái chuyện rất đơn giản thôi. Bây giờ bạn uh, uh, chạy xe trên đường. Cái xe của bạn nó chưa khỏe đi. Nhưng mà bạn không có biết làm gì hết, bạn mang ra, bạn phải đẩy cái xe đó ra cái tiệm sửa xe thì cái ông sửa xe ổng là chuyên gia, ổng biết cách sửa, ổng có nghề thì sau khi ông sửa xong thì bạn trả tiền cho cái công của người ta đúng không đó tại vì họ là chuyên gia còn mình là người không chuyên còn mình tự sửa được thì mình không có tốt tiền anh chị theo kiểu mình tự sửa được mình không những không tốn tiền mà thậm chí mình có thể là mình kinh doanh cái công việc đó luôn mình đi sửa xe cho người khác mình kiếm thêm tiền cũng được luôn anh chị theo kiểu không ạ đấy thì đó là những cái rất đơn giản cái ví dụ đơn giản cho anh chị dễ hiểu là người không chuyên thì phải trả tiền còn chuyên gia thì được trả tiền anh chị rồi vậy thì làm kinh doanh cũng vậy đầu tư cũng vậy bây giờ mình là người không chuyên mình không thể nào mà thành công được không thành công được nhiều lúc uh, khi mà huy nhìn những cái bạn mà sinh viên hay là những cái bạn mà mới ra trường những cái bạn trẻ uh, những cái thế hệ trẻ những cái bạn trẻ thì có một cái mà mà những cái bạn trẻ có đó là nhất là những cái cái lứa tuổi sinh viên anh chị đó là những cái bạn này họ có cái nhiệt huyết họ có cái khát vọng, họ có cái nhiệt huyết và họ có một cái gọi là họ họ sẵn sàng dám hành động, họ có một cái là chữ dám. Tại vì sinh viên thì cũng đâu có gì để mất đâu, cho nên là cái, cái 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 gọi là cái cái sự mà cái độ mà mà can đảm nó 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 cao hơn là so với một số anh chị là chúng ta hiện tại chúng ta đã có gia đình rồi đúng không và chúng ta có con cái rồi thì nhiều khi chúng ta cũng ngại ngại cái việc là uh, để ngại cái việc mà phải 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 làm những cái gì đó nó rủi ro. Thì tuy nhiên là những cái bạn trẻ thì có một thứ mà các bạn không có, mà các bạn thiếu đó chính là kinh nghiệm, đó chính là cái hiểu biết về cái lĩnh vực mà các bạn định làm và đương nhiên rồi nhiệt huyết mà sinh mà cộng với lại sự thiếu hiểu biết thì sẽ ra cái gì anh chị? nhiệt tình cộng với lại thiếu hiểu biết thì ra cái gì? <laughs> thì ra phá hoại đúng không? chứ còn gì nữa. <laughs> đó, nhiệt tình mà thi mà cộng với thiếu hiểu biết thì nó sinh ra phá hoại. và thế là cho nên là bao nhiêu cái sự nhiệt tình đó thì nó cũng đổ sông đổ biển hết. bởi vì rằng là không có kiến thức, không có hiểu biết, không biết kinh doanh, không biết làm, Thì cứ làm đi. nhưng mà để làm kinh doanh thì nó khác với là đi làm thuê làm kinh doanh thì bạn phải bỏ vốn ra, bạn phải là cái người uh, cho đi trước, bạn phải cho đi trước, đúng không? Bạn phải cho đi trước, bạn phải là cái người đầu tư cho sản phẩm, cho dịch vụ, bạn phải là người bỏ tiền ra và bỏ công sức ra để làm quảng cáo, để làm marketing, uh, rồi sau đó khi mà có khách hàng, người ta mua hàng rồi, thì lúc đó mình mới có lợi nhuận. Có nghĩa là mình phải cho đi trước mình phải bỏ tiền ra trước. Chỉ khi bán được hàng, chỉ khi có khách hàng người ta mua hàng, thì lúc đó mình mới bắt đầu có lợi nhuận thôi. Cho nên cái rủi ro là như vậy. OK chưa? Nhưng mà chúng ta hiểu được cái, cái luật chơi trong cái trò chơi tiền bạc, chúng ta hiểu trong cái luật chơi trong cái trò chơi kinh doanh, thì chúng ta sẽ không có sợ nữa, nữa. Mà chúng ta còn có thể là gì? Thành công nhanh hơn. OK chưa? Thì quay trở lại câu chuyện. Vậy thì chúng ta anh chị có thể thấy là ạ Cái bước số 3 trong ba bước làm giàu thì bước số 3 chính là cái bước mà những người giàu người ta làm. Bây giờ anh chị nói rằng là tôi không biết làm hay là tôi không có dám làm hay là tôi sợ làm. Nếu bạn sợ làm giàu thì bạn sẽ không bao giờ giàu có được. Nếu bạn sợ kinh doanh thì bạn cũng sẽ không bao giờ kinh doanh được. Nếu như bạn sợ đầu tư thì có nghĩa là bạn cũng sẽ không bao giờ đầu tư. Thì cái rủi ro lớn nhất đó là không làm gì cả. Anh chị ha nhiều khi là chúng ta sợ đủ thứ nhưng mà đúng không nhưng mà cơ bản là gì cơ bản rằng là mình nhìn đi hiện tại mình có phải là thật sự là mình mình thích cái kết quả hiện tại không mình có mong muốn là mình cứ như vậy mãi mãi không ờ, Và huy cũng không có nói là anh chị chúng ta không nên làm thuê làm thuê có thể là một cái công việc mà thời kỳ đầu chúng ta có thể làm trong vòng là vài năm ờ, hai năm ba năm thậm chí là 5 năm cũng được. Nhưng nếu như bạn chấp nhận làm một cái công việc làm công ăn lương cả đời, thì tới khi mà bạn về hưu, thì lúc đó bạn cũng đừng có oán trách là tại sao tiền hưu, tiền lương hưu nó không đủ sống. Vì cơ bản là bây giờ tiền lương, lương chính thức, mà còn không đủ sống nữa thì cho mình hỏi anh chị là tiền lương hưu có đủ không? Mình nghĩ cho tương lai của mình đi mình nghĩ cho cái tương lai của mình đi đừng có hy vọng đừng có kỳ vọng là sẽ có một cái phép màu gì xảy ra anh chị phép màu nó đến từ do chính chúng ta thôi à, anh chị chúng ta nhiều khi chúng ta bị nhiễm những cái câu chuyện cổ tích đó. chuyện cổ tích ngày xưa mình mình đọc mấy cái chuyện cổ tích đó. là bây giờ nghèo quá khổ quá thế là ngồi khóc và ngồi khóc thì sao có ông bụt hiện ra đau bụt đâu ở đây có ai gặp bụt chưa <laughs> khóc không, không có trời khóc luôn không thấy buộc đâu hết đúng không ừ, khổ quá trời khổ luôn nhiều khi thấy mình mình còn còn, còn 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 cơ cực hơn cả mấy cái người trong chuyện cổ tích Tưởng mà sau sau chả thấy buồn thiện ra đúng rồi tại vì chuyện cổ tích nó khác còn đời nó khác cuộc đời nó khác ở đó mà cứ chờ buộc thì không bao giờ nữa. giống như là ngồi không mà chờ sung rụng mình phải là cái người tự của mình mình phải là cái người đưa ra quyết định thay đổi để có thể là có một cái tương lai nó khác biệt hơn tương lai nó không tự xảy ra mà được tạo ra anh chị ha tương lai của bạn là do bạn tạo ra nó không phải là do những cái người khác trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó thôi được không ạ trừ khi bạn cho phép người khác là người quyết định cuộc đời của bạn thôi và theo anh chị anh chị đoán xem họ có kế hoạch gì dành cho anh chị nếu bây giờ mình không phải là người kiến tạo ra tương lai của mình mình không phải là người làm chủ tương lai của mình mình không lập cái kế hoạch cho tương lai của mình thì có nghĩa là mình đang giao cái uh, số phận của mình tương lai của mình cho người khác và theo anh chị thì họ lập kế hoạch gì cho mình không nhiều đâu đúng không <laughs> không nhiều đâu anh chị, yes. cho nên là uh, cái bước ba là cái bước mà bất cứ ai nhé, bất cứ ai mà muốn thành công và giàu có thì cũng đều phải bước qua thôi, phải bước qua cái bước này. Bởi vì bạn không bước qua cái bước này thì bạn chỉ mãi mãi là uh, đủ sống hoặc là có đủ, có thể là tiết kiệm được một cái khoản tiền nào đó nhưng mà để có được cái gọi là sự thịnh vượng tài chính, thậm chí là tự do tài chính cũng không đạt Anh chị đăng ký. Rồi. Vậy thì trong cái bước 3 này thì sao? Trong bước 3 này thì chúng ta thấy rằng bây giờ gia tăng cái khả năng kiếm tiền, gia tăng cái thu nhập, gia tăng cái tổng tài sản, gia tăng cái dòng tiền. Phải hiểu một điều là gì? Tại sao mà những người người ta mà những người giàu có và thành công đó, anh chị sẽ có một cái mà anh chị sẽ thấy rất là hay. Đó là những người càng giàu có càng thành công thì họ lại càng nhẹ nhã thảnh thơi. Họ lại càng có nhiều thời gian rảnh À, thấy kỳ không ạ? Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì họ đã xây dựng được những cái hệ thống kinh doanh. Họ đã xây dựng được những cái công việc kinh doanh, những cái hệ thống kinh doanh tự động hóa và kiếm ra tiền khi họ đi ngủ. Anh chị hả? Và bây giờ bao nhiêu trong số anh chị ở đây cũng muốn sở hữu những cái hệ thống kinh doanh, những cái con gà để trứng vàng như vậy cho tên thôi Bây giờ bạn muốn có một con hay bạn muốn có nhiều con? Con ngỗng vàng hay con 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 gà vàng cũng được. Bây giờ bạn có một con nè bây giờ bạn đang có một con thôi. Cái con này mỗi tháng nó chỉ cho bạn có năm quả trứng thôi. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì? mình phải sao hả mình phải bắt đầu tạo ra những con nữa đi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục công thức đúng không ạ bước 1 có một con ngỗng vàng con ngỗng đẻ trứng vàng mỗi tháng nó cho mình 5 quả trứng bây giờ mình tiết kiệm hai quả trứng mình ăn ba quả thôi thì mình còn bao nhiêu quả hai quả này nhưng mà hai quả này mình tiết kiệm để làm gì mình tiết kiệm để mình mình mang vô ấp đi mình mang vào ấp đi đúng không mang vào mình áp đi rồi nếu như mà nó cái tỷ lệ là 50 50 chẳng hạn đi mươi uh, 50 50 hai quả trứng này thì chỉ có một quả trứng là nó sẽ ra được cái con ngỗng thứ hai và sau một thời gian thì con ngỗng thứ hai này nó bắt đầu đẻ trứng cho mình và có thể là trong vòng là một năm sau anh chỉ có hai con ngỗng hoặc là sáu tháng sau anh chỉ có hai con ngỗng tùy theo cái tốc độ tùy theo là cái khả năng tùy theo cái việc anh chỉ chăm sóc cái con ngỗng nó như thế nào. Thì có như cho 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 nhanh là 6 tháng. Thì 6 tháng thì bạn cứ liên tục liên tục như vậy. Và cứ như vậy cứ như vậy. Bạn có hai con ngỗng và khi có hai con ngỗng thì mỗi tháng bạn lại có 10 trứng. Và bạn lại tiếp tục cái công thức đó. Bạn có 10 trứng, bạn chỉ ăn bao nhiêu? Bạn ăn 6 trứng thôi. Bạn tiết kiệm 4 trứng. Đúng không? Ừ, mình có 10 trứng lần mà mình ăn 6 trứng cho đã đi. Hồi trước, mấy tháng trước mình nhịn quá chỉ nhịn rồi. Bây giờ ăn vô để cải thiện lại đi. Đừng ăn nhiều quá bị mập thôi. Đúng không? Đó. Thì thì, thì bây giờ ăn 6 trứng thì cũng được. À, thoải mái hơn tí. Nhưng mà vẫn phải tiết kiệm. Vẫn phải tiếp tục kỷ lục trong cái thói quen. Đó là vẫn phải tiết kiệm. Vẫn là làm bước hai là tiết kiệm. Tiết kiệm 4 trứng. Nhưng bốn trứng này làm cái gì? Bốn trứng này có đợi đó không? Không. Bốn trứng này lại tiếp tục đem vào ấp. Và cái tỷ lệ vẫn xem như là 50-50. Tại vì anh chỉ có đồng ý với Huy rằng là không phải là cái phi vụ kinh doanh nào chúng ta cũng có thể thành công được. Đúng không? Nó cũng có rủi ro. Đâu phải phi vụ kinh doanh nào mình làm là mình thành công liền được. Cho nên là cũng sẽ có tỷ lệ 50-50 chẳng hạn. Vậy thì ấp bốn trứng có hai trứng thành công. Là được rồi. Một thời gian sau bạn có 4 nguồn ngẩm. Một thời gian sau bạn có 4 nguồn ngẩm. Và khi bạn có 4 nguồn ngẩm thì sao? Thì mỗi một tháng bạn có 20 quả trứng. Bây giờ bạn có 20 quả trứng. Thì lúc này đây một tháng bạn có thể là xài tới 12 quả trứng được không? Bạn xài 12 quả trứng luôn. Bạn xin luôn, bạn giao luôn. Một tháng bạn tiêu xài gấp 2 lần người khác gấp hai lần thu nhập của người khác tại vì người khác người ta chỉ có năm quả trứng thôi bạn chơi 12 quả trứng bằng xài 12 quả trứng luôn gửi không sẽ luôn bạn còn bao nhiêu bạn còn 8 quả trứng bạn lại tiếp tục tiết kiệm và lại tiếp tục tái đầu tư lại tiếp tục tái đầu tư tiếp tục tái kinh doanh đầu tư lại vào các công việc doanh đầu tư vào các khoản tài sản của mình và thế là bạn coi như tỷ lệ vẫn là 50-50 bạn lại có thêm bốn con ngỗng nữa và sau một thời gian bạn có 8 con rồi sau đó nó lên 16 con rồi lên 32 con rồi có thể sau vài năm sau 5 năm người, cái, cái 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 người thứ nhất cái người thứ hai họ vẫn chỉ có năm con ngỗng một con ngỗng mỗi tháng kiếm năm quả trứng còn bạn có một cái trang trại ngỗng nó để cho bạn hàng trăm, hàng ngàn quả trứng hàng tháng. Lúc đó bạn làm gì biết không? Lúc đó bạn, bạn nghĩ xem mà là làm thế nào để xài hết số trứng này, làm thế nào để tiêu hết số tiền này luôn. Nhiều khi phải nhiều, nhiều tiền quá, phải nghĩ có cách nào để tiêu tiền luôn. Nhưng mà muốn có được cái kết quả đó thì mình sẽ phải, phải gì ạ? Phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. Phải bắt đầu kỷ luật từ những bước đầu tiên anh chị thấy cái bước 3 hay không cái bước 3 là theo lý thuyết là như vậy đó anh chị. nhưng mà bây giờ chúng ta phải thực hành chúng ta phải thực sự ứng dụng chúng ta phải thực sự làm cái bước 3 này thì cái tương lai huy hoàng đó nó mới đến được anh chị mới sở hữu được nhiều cái dòng thu nhập thụ động được anh chị có hình dung một cái con ngỗng để trứng vàng là một cái dòng thu nhập thụ động cho mình đó. Thì bây giờ anh chị sở hữu bao nhiêu con và cái con đó nó mang lại bao nhiêu trứng cho mình mỗi một tháng cái doanh nghiệp đó nó tạo ra bao nhiêu tiền cho mình cái công việc kinh doanh đó cái hệ thống kinh doanh đó nó mang lại bao nhiêu tiền thụ động cho mình bạn phải phải nhìn nhìn xa ra nữa phải nghĩ tới là bây giờ mình phải làm, làm sao con đường là gì chiến lược là gì chứ bây giờ cứ ngồi đó nói là tôi không làm được đâu đương nhiên rồi ai cũng không làm được hết anh chị tôi nói bên chị nè có một cái thứ mà ai trên cuộc đời này cũng làm được hết đó chính là bỏ cuộc cái người nào không bỏ cuộc á, thì người đó mới thành công được và có một điều rất là thú vị mà chúng ta thấy là gì ạ à? trong cuộc sống á, hầu như là mọi người luôn luôn là tìm xem là việc nào là dễ làm việc nào mà nó nhàn hạ việc nào mà nó là việc nhẹ nhẹ nhàng dễ làm đơn giản đúng không ai cũng đi lo tìm những cái công việc như vậy hết á vậy vì khó ai làm vì khó ai làm mình chị người thành công người ta làm vì nó là những cái công việc của cái bước thứ ba việc dễ ai cũng chọn làm hết á nhưng việc khó là người thành công làm Bây giờ như chị nói chị đứng ở góc độ rất là đơn giản thôi. Bây giờ hầu như là ai cũng muốn là gì à? có một công việc để làm công việc ổn định, làm thuê ổn định. Nhưng không có nhiều người sẵn sàng sợ ấp khởi nghiệp. Không có nhiều người họ dám ra làm kinh doanh. Thì nếu như bạn là cái người đó, thì bạn sẽ thấy rằng là cái thị trường nào nó cạnh tranh nhiều hơn. Thị trường làm thuê hay thị trường làm chủ làm doanh nhân, startup khởi nghiệp thị trường nó cạnh tranh nhiều hơn. Làm thuê nó cạnh tranh nhiều hơn. Đúng không? Yes. Nó ít cạnh tranh hơn tại vì sao? Tại vì không có ai dám làm. Tại vì ít người người ta dám làm. Ít người người ta dám start -up khởi nghiệp. Ít người người ta dám làm kinh doanh. Cho nên là mới nói là việc nhẹ ai cũng chọn, ai cũng làm. Vậy việc khó để dành cho ai? Dạ thưa anh chị, dành cho người thành công. Bạn có muốn thành công không? Thì bạn phải làm cái việc đó. Bạn phải làm bước 3. Bạn làm bước 1 được bạn làm bước hai được là bạn giỏi hơn rất nhiều người vậy đó nhưng mà bước hai vẫn chưa đủ bước hai là tiết kiệm nha bước ba nó mới giúp bạn bước ba mới thực sự là bước làm giàu bước một kiếm tiền bước hai tiết kiệm bước ba là làm giàu bước ba là gia tăng thu nhập gia tăng nhập tiền phát triển nhập tiền gia tăng tài sản cái bước ba mới là bước làm giàu và bước 4 là gì? Bước 4 là quay lại bước 1 thôi. Đúng không? Cứ tiếp tục. Nó là một vòng lặp thành công. Kiếm tiền, tiết kiệm. Rồi lại à, gia tăng dòng tiền và tài sản. Và nó cứ lặp đi lặp lại, đập đi lặp lại. Nó thành một cái gia tốc Nó thành một cái gì? Một cái vòng lặp thành công. Ok anh chị. Đấy. Chúng ta biết được cái vòng lặp thành công rồi thì chúng ta lựa chọn là cái công thức nào thôi. Vậy thì bây giờ tiếp tục quay trở lại cái công thức ngày hôm nay. Cái quy luật mà hôm nay Huy muốn chia sẻ anh chị đó là quy luật trong ngoài. Thế giới bên trong hình thành thế giới bên ngoài. Vừa rồi là Huy chỉ mới nói cho anh chị một cái ví dụ đó, để cho anh chị hiểu được là gì. Thay đổi cái thói quen, thay đổi cái hành động là thay đổi kết quả. nên Đúng không? Thay đổi cái hành động là thay đổi kết quả. Nên là bây giờ đừng có đổ lỗi cho người khác, đừng có đổ lỗi cho những thứ bên ngoài mà hãy tự chịu trách nhiệm bản thân mình đi do cái việc mình làm, do là những thói quen của mình, cái thói quen của mình bây giờ mình mình dành thời gian, dành năng lượng cho cái việc gì, thì mình sẽ biết được là uh, cái kết quả của mình tại sao mình là mình đã thành công hay tại sao mình chưa thành công, ok chưa? Yes. Và yes. uh, từ cái kết quả chúng ta biết được, cái kết quả chính là cái hiện thực cho chúng ta thấy được là bản thân mình đã hành động như thế nào chúng ta đã hành động đúng chưa chúng ta đã hành động hiệu quả chưa chúng ta đã hành động một cách nghiêm túc và khôn ngoan chưa rồi Vậy thì bây giờ đứng đằng sau hành động là gì cái gì có trước hành động này cái gì nó tạo ra hành động này hành động thì tạo ra kết quả rồi nhưng cái gì tạo ra hành động đã chính là suy nghĩ và cảm xúc của suy nghĩ và cảm xúc tạo ra hành động. Bây giờ hãy thử hình dung là rất đơn giản là các anh chị, anh chị có thể là sao ạ? À? Anh chị nói là bây giờ tôi hành động thôi. Nhưng bây giờ cái suy nghĩ của anh chị là mình gì? Mình không muốn hành động thì sao? Cái suy nghĩ của mình là gì? Mình không biết hành động như thế nào thì sao? Hay là cái suy nghĩ của mình là gì? là mình sợ cái hành động, sợ làm cái việc đó thì sao? thì dù là như thế nào thì sao ạ? À, thì chúng ta cũng có những cái cũng không có hành động và không có hành động thì không có kết quả. anh, anh chị theo kịp không? giờ chưa biết làm, trong đầu không có gì hết, thì có hành động được không? không, không biết làm đâu, không biết làm đâu mà đi mà làm? bây giờ làm đại thì sao làm đại thì thất bại chứ sao anh chị đừng 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 có bao giờ nói gì đó. Đừng, đừng có tin vào cái vận may quá nhiều đương nhiên là mình cũng uh, luôn luôn mong muốn là mình may mắn đúng không nhưng mà phải nhớ rằng là cuộc đời này vận may nó chỉ có một phần trăm thôi còn lại là đến từ là chiếc khả năng của mình 99% phần trăm thành công nó đến từ khả năng của mình anh chị còn vận may nó chỉ có một phần một phần trăm anh chị anh chị theo kịp bài học này mà đó. đương nhiên có những lúc chúng ta cần vận may đó nhưng mà bạn có may mắn mà bạn không có cái khả năng thì bạn cũng sẽ không thể thành công được sự thật là gì bạn có may mắn mà bạn không có khả năng thì bạn không thể không thành công được ok ha đấy vậy thì tiếp tục cái câu chuyện cái gì bên trong cái gì là thứ quan trọng chính là suy nghĩ chính là nhận thức ha bây giờ huy sẽ nói với chị ạ suy nghĩ nó sẽ có những cái từ uh, tương đồng đồng nghĩa là nhận thức tư duy suy nghĩ nhận thức tư duy niềm tin thì những cái đó đó là nó là những cái từ nó đồng nghĩa với nhau ha vậy thì chúng ta sẽ dùng cái từ tư duy cho nó dễ dễ chia sẻ với nhau vậy thì tư duy ở đây á, là tư duy gì. Bây giờ chúng ta thấy rằng tư duy là cái có phải là cuối cùng chưa nhỉ? Tư duy có phải là cái cuối cùng chưa? Nó là cái cuối cùng rồi. Nó chính là cái gốc rễ rồi. Chính cái hệ thống niềm tin, chính cái hệ thống tư duy chính là cái hệ thống nhận thức này nó quyết định là bạn có hành động hay không. Chính cái hệ thống niềm tin của bạn nó quyết định rằng là bạn có hành động khôn ngoan hay không. Và chính cái hệ thống tư duy này, chính cái hệ thống niềm tin này nó quyết định bạn là bạn sẽ hành động theo cái hướng nào, lựa chọn như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy bây giờ tới một cái phần rất quan trọng anh chị. Ngày xưa chúng ta có đi học đúng không? ngày xưa khi mà chúng ta đi học anh chỉ có đồng ý với Huy rằng là cùng một lớp học như nhau cùng một thầy giáo như nhau cùng một giáo trình như nhau cùng là cái lượng kiến thức học như nhau cùng là cái bài kiểm tra bài thi như nhau nhưng mà điểm số có khác nhau không anh chị Ủa sao kỳ vậy? Tại sao lại khác nhau? tại sao là khác nhau tại sao là khác nhau ủa cái yếu tố bên ngoài là cùng môi trường luôn cùng thầy luôn cùng giáo trình luôn cùng giờ học như nhau luôn là cái môi trường bên ngoài là như nhau rồi đóng học phí cũng bằng nhau luôn mà vậy thì tại sao khi tới lúc kiểm tra thì kết quả khác nhau cái người mà họ có điểm cao và cái người mà cái điểm nó chưa được tốt đó, nó khó khác gì nhau cái bạn mà có điểm cao đó, họ có mấy cái đầu họ cũng có một cái đầu mà họ có bao nhiêu con mắt cũng hai con mắt họ có bao nhiêu cái cánh tay cũng hai cánh tay họ ăn cái gì họ cũng ăn cơm uống nước đi ngủ giống mình họ khác gì mình không họ khác gì những cái bạn khác không? không không khác gì hết nhưng có một cái thứ khác đó là cái này nó khác cái này nó khác này. cái này nó khác, này. Cái, này khác này. cái tư duy nó khác bởi vì tư duy của những cái bạn mà điểm cao là gì đó là họ có mục tiêu họ có mục tiêu là phải lấy điểm cao còn tư duy của những bạn điểm chưa cao là gì? Điểm thấp là gì? Là bởi vì là họ không có mục tiêu. Hoặc là mục tiêu của họ là mục tiêu thấp. Mục tiêu của họ là ờ, tôi chỉ cần lên lớp thôi. Mục tiêu của họ là tôi chỉ cần trên 5 điểm thôi. Mục tiêu của họ chỉ là tôi miễn sao là không bị điểm liệt là được rồi. Đúng không? Và tùy theo cái mục tiêu trong đầu của mỗi người khác nhau như thế nào. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách họ lựa chọn, cái cách họ hành động bây giờ nếu như bây giờ một cái người nếu anh chị giả sử bây giờ mình đặt mình là một cái bạn học sinh mà học kém đi giả sử mình là một cái người học kém mình chỉ đặt mục tiêu là thôi bây giờ mình trên năm mà được rồi vậy thì khi mà cái suy nghĩ như vậy á thì lúc này đây thì hành động là gì anh chị lúc này đây thì chiến lược của mình là gì chiến lược của mình là chỉ cần là ờ ừ, học để đủ lên 5 điểm là được rồi đúng không À, coi coi là lúc mấy cái lúc mà ôn tập rồi uh, thầy cô kêu là học phần nào học phần nào thì mình cứ học tủ mấy phần đó thôi rồi uh, làm sao lúc làm bài kiểm tra thì miễn sao là trên năm là được rồi à, anh anh chị đồng ý mình cái chiến lược của cái người mà lấy 5 điểm nó khác với chiến lược của người lấy 10 điểm nha. Bà bạn hiểu cái điều này không ạ? Vậy tại sao mà những cái người này họ lại không làm chiến lược lấy 10 điểm tại vì mục tiêu của họ chỉ có là 5 điểm thôi cái đầu của họ họ chỉ nghĩ tới là gì tôi chỉ cần 5 điểm thôi và thế là họ sẽ về họ chỉ cần học cho có nhiều khi không học luôn nhiều khi là đợi tới ngày thi đúng không chúng ta có cái câu gọi là nước tới chân mới nhảy á. đợi tới ngày thi ngày mai thi tối mới bắt đầu lấy bài ra học trời má ơi tôi nói thiệt sao nó học nổi trời sao không nói kiến thức của một năm học hay bây giờ nói là kiến thức của một học kỳ đi là bốn tháng trời học trong một đêm học nổi không bạn mình hỏi chị á sao không nói lúc đó thì chỉ có là giáo ông địa thôi chứ giáo ông địa thôi ông địa giúp con với ừ chứ lúc đó chả còn cách nào nữa Okay, yeah. thì, thì bây giờ làm sao Ông Địa cũng bó tay luôn Đúng không Ông Địa cũng đâu có giải quyết được Nhưng yeah. yeah. ông Địa làm gì vậy Trường ca này khó quá bỏ qua Giờ sao giờ Cái chuyện phi thực tế cái chuyện đó là chuyện phi thực tế rồi Bất khả thi rồi Kiến thức học trong vòng 4 tháng trời Mà học liên tục luôn nha Chứ không phải học mà theo kiểu là Ngày nghỉ, ngày học, ngày nghỉ đâu Học liên tục luôn Học trong liên tục trong vòng 4 tháng trời Mà kêu chỉ trong vòng một buổi tối Mà kêu ôn tập, kêu học hết Được cái đống đó mà đi thi tôi nói là Chả ai làm được Đúng không? Nhưng mà bây giờ những cái bạn đứng ở góc độ của những cái bạn học giỏi thì sao những cái bạn học giỏi á, những cái bạn mà họ tập trung họ lấy điểm gọi là học sinh giỏi ví dụ như là trên 8 điểm hay có những bạn thì còn họ còn ráng lấy 9 điểm có những bạn là họ hướng tới mục tiêu là lấy 10 điểm thì sao bây giờ lấy 10 điểm đi ha cho nó, nó hấp dẫn đi bây giờ tôi muốn, tôi, tôi muốn lấy 10 điểm mục tiêu của tôi là tôi muốn lấy 10 điểm mục tiêu của tôi là tôi muốn lấy học bổng luôn đó mà muốn có học bổng thì cho chắc chắn là phải 10 điểm rồi. 9 điểm rưỡi là là thua thằng 9.8 9, thôi. Mà 9.8 thì chắc chắn là thua thằng 10 điểm mà thôi cho cho mình 10 điểm thì đi, mình chắc ăn mình lấy học bổng, đúng không? Giờ muốn chắc chắn lấy học bổng thì thôi cứ chắc chắn 10 điểm đi. Huy có một cái người bạn một cái người bạn bạn ấy nhỏ hơn Huy 3 tuổi. Bạn này thì uh, trước đây thì bạn ấy uh, được mệnh danh là huyền thoại trong trường luôn. Tại vì bạn này là bạn ấy là trong trường đại học á là bạn ấy nổi danh là huyền thoại luôn bởi vì sao? Bởi vì là tất cả các môn học của bạn ấy đều là 100 điểm trên 100 điểm. Học đại học với nha, chứ không phải là học tiểu học đâu. Học đại học đó. Ở đây ai mà đi học đại học rồi thì biết ha, học đại học là nhiều khi là qua môn thôi là nhiều khi là mình cũng thấy là mừng rồi đúng không? Bạn ấy 100 điểm tất cả các môn. Được học bổng đi du học 100% du học Mỹ luôn. Đúng không? Xứng đáng không? Phần thưởng dành cho người xứng đáng. Phần thưởng đó, đó là phần thưởng cho cái cái nỗ lực đó. Việc khó ai làm? Việc dễ đứa nào cũng cũng chọn là lấy 5 điểm hết đó. Nhưng mà bạn ấy là chọn là làm việc khó lấy 10 điểm. Cái việc đó nó khó hơn nhiều. Và bạn ấy làm cái việc đó bạn ấy làm được, bạn ấy thành người thành công, bạn ấy được du học, được tài trợ 100%. Tuyệt vời không anh chị? Cho nên chúng ta mới 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 có là những cái câu chuyện thành công mà như vậy. Đúng không? giống như nãy tôi nói, việc dễ ai cũng chọn làm hết á, vì khó để cho ai. Người thành công người ta làm. Vì giờ lấy 10 điểm là như vậy á. Giờ mình muốn lấy 10 điểm thì sao? Thì chắc chắn là trong đầu phải nghĩ tới cái việc đó rồi. Trong đầu của mình là mình phải mục tiêu của mình không phải là năm điểm, mục tiêu của tôi là học sinh giỏi, mục tiêu của tôi là học sinh xuất sắc. Mục tiêu của tôi là tôi phải lấy học bổng Thế với bên trong là gì nè Bên trong suy nghĩ vậy nè Thì khi cái tư tưởng như vậy ha Thì hành động là gì Chiến lược của người học Lấy học bổng là gì Đó là phải học hết Không có học tủ nữa Học tủ bị tủ đè Tất cả đều là tủ hết Thầy cô ra đề gì tôi cũng giải được hết Ra chương gì cũng làm được luôn Cái câu một điểm mà câu khó cũng giải được luôn Câu dễ câu khó giải được hết Đó Chứ sao Nhiều anh chị hồi nhiều hồi đó có mấy cái người bạn Cứ hỏi Huy là sao học giỏi vậy Sao điểm cao vậy Thì mình chỉ nói đơn giản thôi Thì mày cứ đi mày cứ học đi Thì bạn cứ học đi Bạn học hết đi là tự nhiên bạn giỏi vậy Có gì đâu Biết kiếp là gì Biết kiếp là học hết thôi chứ là gì Đúng chứ gì là sao Chứ giờ làm sao mà biết được đúng không? Bây giờ anh Huy hỏi anh chị là bây giờ ra cái bài thi đó mà kiến thức đó mình không biết mình có làm được không? Làm sao mà làm được? Bây giờ đưa ra một cái công thức khoa học mà mình chưa học đố mà làm được luôn á. Nhiều khi mấy người thông minh á, thì theo kiểu như ví dụ như toán hay lý ha thì nhiều khi là mình học công thức xong rồi cái số nó đổi đổi tí thì mình giả sử như cái bài đó mình chưa làm bao giờ nhưng mà mình biết cái công thức thì mình nhiều khi mình mình suy suy ra mình suy suy luận ra mình tính qua tính lại thì có khi nó nó cũng được. Có khi là mình cũng thông minh nó cái đó thông minh đó. đó là nó mấy người thông minh đó, đó. là là có thể là nó 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 suy ra được. Nó suy ra được thì nó nó làm được. Còn hóa học sao? Hóa học học bài. Hóa học là chỉ có học bài thôi. Hóa học là hầu như là thằng nào chăm chỉ hơn đó thắng à. Cho nên là ngày xưa đi học á, không biết anh chị có vậy không nha, nhưng mà ngày xưa đi học chúng ta thấy là có hai cái giai cấp giai cấp thứ nhất là giai cấp mà gọi là thượng đẳng là những người giỏi hóa là những đứa giỏi hóa còn giai cấp thứ hai là nhóm nhóm còn lại tại vì nhóm giỏi hóa nó siêng lắm nó siêng cho nên nó giọ, nó giỏi môn hóa nó giỏi hết tất cả mấy môn khác luôn anh anh chị đồng ý không anh chị hiểu không đó cái nhóm, nhóm đứa nào giỏi hóa đã giỏi hết mấy môn kìa tại vì nó chăm chỉ lắm tại vì hóa học nó không như là toán hay là lý nó không có chỉ học công thức mà mỗi cái công thức nó khác nhau Ờ, mỗi cái phương trình nó khác nhau mỗi cái 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 phản ứng nó khác nhau luôn mà để lấy được 10 điểm môn hóa thì sao thì phải học hết anh chị theo kiểu mà ừ huy không có không có bao giờ mà mà, mà, mà gặp cái cái chuyện đó như huy đi học là ngày xưa môn hóa là huy là luôn luôn là 10 điểm hết tại vì cơ bản là mình, mình 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 định vị mà mình định vị của mình là mình phải là giỏi đó giỏi anh chị ha thì đó thì khi mà vậy thì cái chiến lược nó sẽ khác cái chiến lược học nó sẽ khác với lại những cái người với những cái bạn mà đặt mục tiêu là năm điểm cái chiến lược của những cái bạn mà đặt mục tiêu trong đầu này, đặt mục tiêu là lấy 10 điểm nó khác với chiến lược của những bạn đặt mục tiêu là năm điểm vậy cho nên là cùng là thầy một thầy như nhau thôi cùng là cái giáo trình như nhau thôi cùng là kiến thức như nhau thôi cùng là cái thời gian học như nhau thôi nhưng mà tại sao lại có cái kết quả khác nhau là thay vì là cái tư duy khác nhau. Và khi tư duy khác nhau thì chiến lược khác nhau, mà chiến lược khác nhau thì hành động khác nhau. Tại vì hành động ở đây là gì? Hành động ở đây ví dụ như trong lớp học bây giờ mới bắt đầu những cái nhỏ nhỏ nè. Bây giờ ngay trong lớp học đi. Có người thì tập trung học. Có người thì sao? Đi ngủ. Có người thì làm việc riêng, đúng không? Ở đây ai hay ngủ trong giờ hóa nè. <laughs> tôi là tôi, tôi, tôi biết là bạn chưa được giỏi hóa lắm đúng không mất gốc hóa hay gọi là mất gốc hóa đó ừ. không huy nói vậy thôi chứ huy cũng hay ngủ trong giờ tiếng anh lắm hồi xưa học dốt tiếng anh mà cho nên là giờ tiếng anh tôi ngủ giờ tiếng anh tôi ngủ giờ tiếng anh tôi tìm cách tôi trốn lúc nào mà mà mà, mà cô giáo mà mà thiệt là, là là là, mình cũng rất là thích học môn tiếng Anh nhưng, nhưng mà tại vì mình không có mình không có không có giỏi cái môn đó tại vì hay, hay xưa đi học môn tiếng Anh là cô giáo rất là xinh cho nên là nó cũng khiến cho mình có động lực học lắm nhưng mà cơ bản là không hiểu sao mình học cái môn nó không vô được ấy cho nên là mỗi khi là à, cô giáo mà gọi là lên à, giải một cái bài gì đó là coi như lúc đó là mình chỉ giả bộ cúi cúi xuống cúi cúi xuống lượm cục gơm á giả bộ làm rớt cục gơm xong rồi cúi cúi xuống để không thấy mà ai ngờ đâu là cô giáo nhảy quá không cái là kêu mình lên luôn Ờ, hư thấy 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 mình cúi xuống cái 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 kêu mình lên luôn trời kỳ vậy đứa nào giơ tay thì nó lên đi tự, nhiên mình cúi xuống đi kêu lên lạ ha đúng không ờ đó, thế nó hài đó nhưng mà nhưng mà đó là cái thái độ học cái cách chúng ta học như thế nào thì chúng ta biết là điểm số là gì ok chưa đấy thì bây giờ những cái bạn học giỏi á, thì họ sẽ có cái chiến lược và họ sẽ hành động là gì? Hành động đó là họ sẽ giải bài tập rất là nhiều. Họ giải rất nhiều bài tập nha. Giải bài tập rất là nhiều luôn. Giải bài tập rất nhiều. Thiệt. Mấy đứa học giỏi á. Nó giải bài tập nhiều lắm. Thay vì là tới giờ trưa. Cái giờ nghỉ trưa hay là cái giờ về ha. Là có mấy bạn rủ nhau đi chơi net nè đúng không? ở đây ai hay đi trên net nè, đi trên net, đó, mấy quán net là hay để ngay ngay trước cổng trường nó chồi ơi, lúc nào nó cũng đông hết, đúng không? đó đi hay là đi bóng đá, hay là đi chơi bóng chuyền, hay là đi chơi bóng ném, hay là uh, đi ăn vặt hay gì đó không? mấy bạn đó là ra thư viện học, mấy bạn đó là về nhà học, giải bài tập rất nhiều luôn. và chính cái hành động giải bài tập nhiều như vậy văn ôn võ luyện như vậy thì tới cái lúc mà ra thi thì mấy bạn ấy là kiến thức nằm trong lòng bàn tay đúng không tại vì mình đã giải rồi mình đã giải đi giải lại rất là nhiều lần rồi bây giờ ra cái đề thi cỡ nào thì mình cũng trong bàn tay của mình chứ nó không phải là may mắn đâu anh chị học giỏi đó, điểm cao đó, nó không phải là may mắn đâu nhiều khi anh chị nói là học tại phi phận thì nó có một số những cái trường hợp là có những người họ học giỏi thiệt nhưng mà họ thi người ta căng thẳng họ căng thẳng quá cái 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 lúc đó cái vô phòng thi cái, cái quên hết hay là như thế nào đó thì cũng có một vài những cái trường hợp đó ha nhưng mà thường là cái khả năng tới đâu thì điểm thi tới đó anh, anh chị theo kịp không ạ dạ ờ nó là như vậy ha nên là chúng ta à, có thể thấy rằng là cái cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc thôi cái gì, thế giới bên trong thì là thế giới bên ngoài Rồi ngày xưa đi học cũng vậy thì, thì bây giờ anh chị bây giờ bây giờ hỏi anh chị giả sử bây giờ anh chị là học sinh đi anh chị muốn học giỏi thì anh chị làm gì? Có phải là chúng ta cũng mong muốn là chúng ta có được cái tư duy của cái bạn học giỏi không? Chúng ta cũng mong muốn là chúng ta có được cái niềm tin, cái tư duy của những bạn học giỏi, có cái đầu của họ không? Tại vì mình có cái đầu của bạn học giỏi trong đầu mình là mình chắc chắn là mình học giỏi nha. Chắc chắn là mình làm điểm cao à. Vậy thì quay trở lại câu chuyện. Bây giờ muốn giàu đúng không? Muốn thành công đúng không? muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, muốn trở thành một nhà triệu phú. Vậy thì Huy muốn hỏi là anh chị là anh chị đã biết những nhà triệu phú, những doanh nhân thành đạt, những người giàu có và thành công về tài chính, họ có suy nghĩ gì? Anh chị đã biết suy nghĩ của họ là gì chưa? Họ có cái gì trong đầu của họ? Họ có tư duy gì? Họ có niềm tin gì? Nhận thức của họ như thế nào? cái cách mà họ nhìn nhận vấn đề khác biệt như thế nào so với những người khác. Cái cách họ, họ nghĩ về tiền nó khác gì với những người khác. Họ có tư duy gì? Tư duy của các triệu phú là gì? Họ có niềm tin gì? Nó khác biệt so với người khác là gì? Được không ạ? À? Cái này là cái, cái bắt đầu là chúng ta thấy được cái nguyên nhân là tại sao mà những người thành công người ta thành công bởi vì nó đến từ gốc rễ là tư duy và cái tư duy ấy, anh chị nó giống như là cái hạt giống ấy. nó giống như cái rễ của một cái cây bây giờ anh chị gieo một cái hạt giống xuống cái mảnh đất ha và bây giờ mình tưới nước mình chăm sóc mình bón phân mình cho nó chiếu ánh sáng vào nó quan hợp đi thì cái cây đó nó có thể nó sẽ ra hoa kết quả đúng không và bây giờ cái 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 quả đó là cái quả mà anh chị không thích thì sao thì chúng ta làm gì anh chị bây giờ mình tưới cái nước khác mình bón phân khác mình uh, chăm sóc kiểu khác phải không hay là mình phải trồng cái khác à? anh chị chúng ta phải thay đổi cái gì chúng ta thay đổi hành động hay chúng ta thay đổi cái 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 cái, cái tư duy à chúng ta thay đổi gốc rễ hay chúng ta thay đổi những cái hoa trái à? thay, thay thay hạt đúng không đổi cái hạt khác cái hạt nào Hạt giống nào thì nó ra quả đó. Bây giờ cái hạt giống thịnh vượng thì nó mới tạo ra sự thịnh vượng được. Tư duy thịnh vượng thì mới tạo ra kết quả thịnh vượng được. Hãy nhớ nha. Tư duy thịnh vượng thì sẽ tạo ra những cái thói quen thịnh vượng. Thói quen thịnh vượng thì sẽ mang lại cái sự thịnh vượng mà giàu có cho cái người có cái tư duy thịnh vượng đó và với cái, cái thói quen thịnh vượng đó. Chúng ta phải thay đổi cái gốc rễ là tư duy chứ không phải là thay đổi những cái hành động bên ngoài. Bởi vì cho hỏi anh chị nè, cái này là những anh chị nào mà đã trải nghiệm rồi chúng ta sẽ rất là thấm cái câu này nha. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây là chúng ta đã từng rất là khao khát thay đổi cái uh, kết quả về tài chính của mình và chúng ta đã có những cái lần chúng ta thay đổi công việc. Chúng ta nhảy việc. Rồi thậm chí mình nhảy công việc này, mình nhảy công việc khác, mình đổi công việc rất là nhiều lần. Là cho người hỏi anh chị rằng là có khác nhau không? nó có khác biệt bao nhiêu? không đúng không? không khác biệt gì nhiều hết, nó vẫn vậy. có thể thu nhập nó thay đổi được tí xíu thôi, nó tăng được tí, nữa. hay là thậm chí nó còn bị giảm nữa. nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống nó vẫn vậy, nó không có khác gì hết. mình thay đổi hành động nhưng mà có một cái vấn đề là tư duy nó không thay đổi. Hay là có một số anh chị chúng ta còn có những cái hành động nó gọi là nó 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 mạnh mẽ hơn. Đó là chúng ta không nhảy việc nữa mà chúng ta là bỏ luôn công việc làm thuê, mình tự ra mình làm kinh doanh luôn. Và khi mà anh chị ra làm kinh doanh thì chúng ta gặp quá trời khó khăn, thậm chí là nó còn khó khăn hơn cả cái lúc mà trước khi mình trước đây mình đi làm thuê bao nhiêu số chị đã từng vậy có nghĩa là lúc mà mình la mình kinh doanh thì nó còn cực hơn mà nó còn khó khăn hơn cả lúc mà trước đó nhiều khi trước đó đi làm thuê nhiều khi chỉ cứ là xếp giao việc rồi cứ làm thôi ừ nó cũng không có phải là suy nghĩ cũng không phải là lo lắng cũng không có phải là cực khổ gì nhiều đúng không ờ, ừ, cứ như vậy thôi nhiều khi tiền thì có thể nó không được nhiều như mình muốn nó không đạt được như ý mình muốn nhưng mà dù gì nó cũng có một cái là cũng có thứ bảy chủ nhật để nghỉ ngơi cũng có được cái thời gian cũng được thoải mái đôi chút còn đi làm kinh doanh là trộm ơi ngậm mặt luôn không có ngày nghỉ luôn. mà thậm chí là lúc làm thuê thì 8 tiếng làm kinh doanh là 16 tiếng đúng không nhiều khi cực hơn nữa vậy thì vậy thì vậy thì cuộc sống nó có giàu có chưa chưa tại vì sao? tại cái vấn đề, bây sẽ nói chỉ cái điều này, đó là các anh chị mà chúng ta đang làm kinh doanh mà chúng ta đang chưa đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn, thì nó có thể là có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là bạn chưa đủ cái sự uh, nỗ lực, nỗ lực ở đây là bạn chưa thực sự là làm việc chăm chỉ, cái đó là lý do thứ nhất có nghĩa là có thể anh chị đang có một cái công việc rất là tốt, anh chị đang có một cái cơ hội tốt, anh chị đã có cái chiến lược và quy trình rất là tốt rồi, nhưng mà anh chị lại không có nỗ lực làm việc. Anh chị không có chăm chỉ ứng dụng thì nó sẽ không có kết quả. Anh chị theo kiểu không ạ? Yes. À, nhưng mà thường thì sẽ mắc vào cái cái thứ hai hơn. Cái thứ hai là gì? Đó là bạn không có cái công thức thành công. Bạn không có cái quy trình thành công trong kinh doanh bạn ra kinh doanh với cái kinh nghiệm của một người làm thuê. Bạn lấy tư duy của một người làm công ăn lương đi làm chủ. Thì theo anh chỉ có thành công được không? Không nha. Yeah. Không thành công. Mà là cực. Bao nhiêu sẽ hiểu bạn được comment tôi ạ? À? Yes ừ, thực sự là như vậy. những anh chị nào mà đã học trong nhóm rèn luyện học trong cái lớp doanh nhân chẳng tỏ vàng rồi thì chúng ta chắc là cũng đã tốt nghiệp cái điều này rồi đúng không ừ khi mà tốt nghiệp xong rồi thì vui không anh anh chị nào là anh chị là thành viên doanh nhân chẳng tỏ vàng đâu ạ yes. ừ thấy tự nhiên sau khi học xong thấy kinh doanh dễ ha thấy đơn giản ha thấy kinh doanh nó không có còn kinh khủng như trước trước đây là quá kinh khủng luôn làm quá trời quá đất làm mà coi như là làm mà xúc quần xúc áo luôn làm tối tâm mặt mũi luôn làm mà không có thời gian nhìn mặt chồng nhìn mặt con luôn đúng không ừ bây giờ thì sao bây giờ có được anh chị học trong nhóm này kinh doanh nhân anh chị có công thức anh chị biết được cái chiến lược đúng rồi anh chị biết được cái đúng bản chất kinh doanh và cái 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 cái, cái tư duy cái công cụ và cái chiến lược nó đúng đắn thì tự dưng mình thấy nó đơn giản và mình có dư dả thời gian hơn, mình thoải mái hơn và mình có thể làm việc hiệu quả hơn anh chị ha. Thì kinh doanh nó cũng giống như tất cả những cái công việc khác thôi anh chị. Chúng ta là chuyên gia thì sẽ được trả tiền. Là chuyên gia thì sẽ kiếm được tiền. Và nếu như bạn là một chuyên gia và bạn chăm chỉ nữa thì bạn sẽ tạo ra được một gia tài. Anh chị ha. Ừ. Mình là chuyên gia rồi, mình là nắm được cái công thức rồi. mình có được kiến thức mình có được cái chiến lược mình có được cái cái công cụ kiếm tiền rồi mình có được cái tư duy đúng tư duy chuẩn rồi thì mình ứng dụng mình hành động một cách nghiêm túc mình hành động một cách là kiên trì bền vĩ thì là mình sẽ có một gia tài này. ok chưa thì cái bài học của ngày hôm nay tổng kết lại đó là muốn thay đổi kết quả bên ngoài thì chúng ta phải thay đổi từ cái gì anh chị thay đổi từ bên trong nhé thay đổi từ tư duy nhé thay đổi từ cái niềm tin anh chị ha Yes, uh, thì nói về những cái niềm tin này á, thì trong những cái buổi sau thì Huy sẽ phân tích kỹ hơn uh, về những cái tư duy của các người thành công, tư duy của những người giàu có, tư duy của các triệu phú ha, để cho anh chị có thể thấy được rõ hơn về cái tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta phát triển tư duy, của cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi những cái hệ thống niềm tin bên trong chúng ta để chúng ta có thể là thay đổi được cái hành động của mình từ đó mới thay đổi được cái kết quả được chị ha rồi thì hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây hay là các chị em vào cái buổi xung à, tối ngày mai à, chúc các anh chị em chúng ta có được một cái buổi tối một cái giấc ngủ tràn ngập ý niệm về sự thành công giàu có khỏe mạnh lành lặng, thông minh may mắn tự do và hạnh phúc cho bạn ha hôm nay một ngày thành công về tài chính Hôm nay là ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công, bạn là người thành công. Sinh ra trên đời chúng ta là những người thành công, sinh ra trên đời chúng ta là những người chiến thắng. Và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh Vinh Quang. Rồi chào tạm biệt và bạn. See you, yêu quý các bạn, xin yêu quý những các bạn luôn. các bạn